Quá đỉnh, quá xuất sắc luôn. Bé nói kèo này vô được một khúc ngon rồi. Hết hồn. Làm gì vô một khúc dữ vậy? Hả? Kèo gì ngon vậy? Nó nhỏ nhỏ thôi. Mày đi ăn trộm cắp hay gì mà làm gì phải nói nhỏ? Cái này còn hơn trộm. Buông lậu buông ma tóe hả? Mày khùng á An, mày nói gì vậy An? Chứ mày nói cái gì mày nói đại đi, nãy giờ hết thời lượng một phút rồi mà mày vẫn chưa nói xong. Tao nói hồi mày buông người luôn bây giờ á. Chuyện là gì nè? Tao muốn quen được nhỏ bé kia kìa. Nhà nó giàu lắm, và thấy khủng nữa. Nghe đâu ba nó làm trong CA gì đó, kinh tởm. Ghê hả? Nay mày quen con gái của nhân viên cơ quan tình báo luôn hả? Chứ sao? Nhưng mà chỗ này mệt quá nè. Bé này nè, tên là Jennifer Nguyễn. Nghe đâu là tổng giám đốc của một số công ty bất động sản gì đó. Bố làm trong tập đoàn này nọ, ghê lắm. Mà sao mày biết người ta là như vậy? Nói ai cũng nói được. Mới đầu thì tao cũng không nghĩ nó giàu vậy đâu. Nhưng mà tao quen bé này được 2 tuần nè. Rồi hai đứa tao đi ăn uống, đi ăn toàn chỗ sang chảnh không à. Mà mỗi ngày đi chiếc xe. Hôm qua mới mượn tao 100 triệu. Hôm nay chuyển khoản tài trả cho tao 120 luôn. Nói là mượn tiền ngại lắm. Gửi 20 triệu uống cà phê. Thì ghê chưa? Uống cà phê trên trạm vũ trụ quốc tế hay gì mà 20 triệu chứ gì? Ai biết đâu, tao thấy mỗi ngày đi chiếc xe. Mà nhìn vô xe sơ sơ chắc cũng mười mấy tỏi một chiếc á. 100 triệu tao có đáng là gì đâu. Cũng đúng. Quán tới kìa. Cái gì vậy ba? Dạ, chào anh, em là Jennifer Nguyễn. Chào anh. Người yêu tao. Tao bắt tay xã giao nghe, nha. Có gì đâu. Bồ mà đông làm gì cái ghê. Dạ. Sẵn tiện nay cô ấy tới đây nè. Rồi muốn liên kết với mày mới bất động sản gì đó. Nên tao mời mày ra hai người nói chuyện cho dễ. Dạ, em mới từ bên Úc về á. Xong hồi nãy đi ngang qua thấy mấy cái lô đất bên dự án của anh. Em thích quá trời luôn mà không có biết cách nào để liên hệ với anh hết. Cho nên là em nhờ anh Tuấn liên hệ giùm. Mấy cái này thì đơn giản mà. Tại mấy cái dự án này anh mở bán thường xuyên á. Cho nên là em thích miếng nào cứ qua công ty anh chốt miếng đó thôi. Nè, ba em đang ở bên Úc á. Em muốn tạo bất ngờ cho ba em một cái món quà nho nhỏ là một cái miếng đất. Cho nên là nó phải kín đáo một chút xíu. Là một món quà là một miếng đất ở Việt Nam tặng cho ba. Dạ. Nên là chắc vài ngày nữa em sẽ ký cọc để làm hợp đồng dự án mình luôn. Thì em cứ qua thẳng công ty anh thôi rồi anh làm giấy tờ cho ha. Dạ. Nếu như mà không phiền hai anh thì hôm nay em có thể mời hai anh ăn một bữa được không ạ? Được chứ, có gì đâu bạn. Được cái gì? Nhiên hả? Nhiên hả? Chào em. Sao em đến mà em không báo trước? Trời ơi, em tiện đường ghé qua đây nè. Xong rồi đi ngang qua thấy chỗ nhà bạn bán bánh ngon quá, em mua cho anh một phần. Cái này bánh ngọt hả? Cảm ơn em nhưng mà anh không có ăn bánh ngọt. Trời ơi, tiếc ghê luôn á. Cái hộp này tới 3 triệu lận mà anh không thích ăn bánh ngọt hả? Vậy thôi để em đặt cái bánh khác cho anh ăn. Thôi, được rồi, vậy tốn kém quá. Thôi thì nếu mà mình không thích ăn bánh thì em có món quà khác tặng cho anh. Cái này á là em gửi ba bên Úc mua về. Điện thoại và thư á anh. Trời còn thư hả? Em ơi, cái này quà cáp đắt tiền quá, chắc anh xin phép anh từ chối, anh không nhận được đâu. Sao anh cứ nói đến chuyện tiền bạc với em hoài luôn á? Tiền bạc đối với em là phù phiếm thôi à. Cái điện thoại này có bao nhiêu đâu, nó chỉ có 1.6 tỷ thôi à. Trời ơi, em tặng cho anh cái một được hết á. 1.6 tỷ? Vâng, em tặng cho anh nha, xong rồi anh nhận cho em vui. Để mình còn tiếp tục mình bàn cái chuyện làm ăn của mình nữa chứ. Nếu em muốn bàn chuyện làm ăn thì em cứ nói với anh. Rồi mình đều thẳng vấn đề, anh cho nhân viên làm giấy tờ cho em. Thôi anh ngại em cũng không ép nữa. Nhưng mà anh ơi, anh cho em xin chụp với anh một tấm hình nha. Tại vì ba của em thích anh lắm. Được. Dạ. Trời ơi, vui quá. Trời ơi, chắc là em thích lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Thôi em vào thẳng vấn đề luôn nha. Em chốt là 5 lô đất mà anh đã nói với em trước đó rồi á. Nhưng mà hồi sáng nay ra ngân hàng em chưa có rút tiền được. Thế nên là thôi mình cứ giữ đất đó cho em đi, rồi khoảng 2 ngày nữa em tới em ký. Ok, 2 ngày nữa em cứ đến. Xong rồi anh cho nhân viên làm giấy tờ với em. Em chốt lô nào em cứ nói khác. Cảm ơn em nhiều lắm. Thôi em không làm phiền nữa, em về nha. Ai mới qua? Phủ phí mà nè.
ca, sao anh có bạn gái anh không nói em biết? Bạn gái gì nói gì? Nè anh coi đi, Jennifer Nguyễn gì mới đăng 10 phút trước nè, thấy caption ghi cảm ơn ngọt ngào. Gì nữa đây? Cảm ơn. Alo, Jennifer ơi, cái hình hồi nãy em với anh chụp chung với nhau á, có gì em sửa caption lại hoặc là em xóa giùm anh nha, đăng giờ anh sợ người ta hiểu lầm á. Rồi, cảm ơn em. Nãy cô gái thì cũng ok mà, vừa xinh đẹp vừa giỏi. Ok thì đi mà cua, hay quá à. Anh thấy kỳ lắm nha, rõ ràng á là cái cô Jennifer này với lại bạn anh thằng Trang Nguyễn á, rất là tình tứ với nhau. Mà sao tiện giờ qua đây tặng quà cho anh là sao ta? Mà đại ca sướng ghê, em ước được ngay đại ca đó. Im đi, làm gì? Bỏ tay mẹ vừa. Tên, em hỏi bên thầu chưa? Cái dãy nhà này chừng nào xong? Dạ nãy em mới hỏi xong, chắc gần cuối năm á đại ca. Rồi cái cô Jennifer Nguyễn gì đó đòi chốt 5 lô đất của mình bữa giờ có cọc gì chưa vậy? Ủa? Hai ngày nay em đâu có thấy cô ta tới công ty đâu. Mà sao mới trời, làm ăn gì kỳ vậy? Nè, chuyện mày đâu đây? Mày thấy Jennifer Nguyễn người yêu tao tới đây chưa? Chưa, bữa giờ tao cũng đang chờ tin của cổ nè, kêu chốt 5 lô đất của tao nhưng mà chưa thấy cọc gì hết mấy ngày rồi. Tao ôm cái lô đất này chưa bán được cho ai luôn á. Thì tối hôm qua mới ở chung với tao nè, xong rồi sáng giờ sao tao điện hỏi không có được. Tao nghĩ là chắc có gì không ổn rồi nè. Là sao? Thì hôm qua nè, hôm qua nó nói với tao là tính mua mấy miếng đất bên mày đó. Ừ. Rồi mượn tao 5 tỷ để giấu ba mua gì đó. Rồi tối hai tao còn ăn ái với nhau nữa. Rồi cưới tao nữa mày. Cưới luôn hả? Ừ. Ngon. Con què chứ ngon. Giờ điện thoại không được nè. Tao thì tao cứ nghĩ là ngủ nhau rồi thế nào cũng là vợ chồng rồi nên tao banh tiền liền luôn. Giờ điện thoại hơi bao luôn rồi. Rồi, chuyện luôn. Mày điện thử coi. Mày gửi 5 tỷ rồi. Rồi. Để tao gọi thử coi. Rồi, chúc mừng bạn đã quay vô ô độc đắc. Thuê bao luôn rồi. Chết mẹ tao rồi em ơi. Mẹ nó hứa tặng tao chiếc xe 4 bánh nữa mày. Không. Cái vụ xe 4 bánh là có thiệt nha. Có mua tặng thiệt. Thiệt hả? Sao mày biết? Xe lăn á. Xe 4 bánh á, 4 bánh, 2 bánh lớn, 2 bánh nhỏ á. Nghe kìa, giờ còn giỡn nữa. Giờ sao mày? Điều tra dùm Jennifer Nguyễn gì đó cho mày nha. Anh tấu đem. Trời, caption gì đây ta? Hành trình 7 ngày đi tìm lại chính mình. Quá trời sâu sắc luôn. Alo, em nghe nè anh. Dạ em nhớ mà, chiều em mang xe qua gara cho anh nha. Với lại anh ơi, cái tiền phí mà bảo dưỡng xe khi mà em mượn xe á, 10 triệu. Anh cứ nói đi rồi anh em gửi qua cho. Vâng ạ, em cảm ơn nha. Dạ. Chào em. Anh đi đâu mà bây giờ mới tới? Anh đi xe công ty mà xe nó bị kẹt á, cho nên là anh qua trễ. Thấy thương không? Hôm em muốn anh không cần phải đi xe công ty đâu. Em mua cho anh một chiếc xe đi đàng hoàng luôn nha. Vậy sao được? Với lại cái chuyện mà mở shop quần áo cho anh á, anh tính sao? Thì anh gom mà có được có 500 triệu à. Có cái gì đâu mà phải nhanh, 500 triệu vẫn được mà. Cứ chuyển khoản cho em đi, xong rồi có gì thiếu em bù cho. Dạ để mai anh chị ha. Ok, ngày mai ha. Ra đi em chở anh đi anh. Ủa không, anh phải chở em chứ. Thôi em chạy đi, xe này anh đâu có quen đâu mà chạy được. Ủa có gì đâu, xe này chạy bình thường mà xe em chạy tốt lắm á. Nhưng mà lỡ có cái gì anh. Trời ơi anh ơi, cái chiếc này đối với nhà em như đồ chơi vậy đó. Ba của em bộ sưu tập xưa xưa là 11 chiếc rồi. 11 chiếc? Hợp ý. Cho nên là cái chuyện mà cái xe này mà bị hư là không có sao hết. Thôi em chạy đi, để anh hỏi mình chưa cho. Em chạy đi. Ok. Tính đi đâu? Ủa anh làm gì vậy? Buông tay ra coi. Ủa anh. Ê
Hello Cường. Anh bị gì vậy? Tụi mình đã kết thúc rồi mà, sao anh cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Cái gì kết thúc luôn hả? Ừ. Nè, bớt diễn lại đi, diễn nhiều quá không ai chở cái xe nổi cho cô đâu nha. Anh bị sao á? Chuyện này là sao anh? Chúc mừng mày vì đã giới chúng thằng nhỏ siêu lừa đảo. Lừa thằng Tú bạn của mình hết 5 tỷ rồi đó, bây giờ báo là mày đó. Thiệt không? Nào giờ tao có xạo mày không? Sao anh tin ảnh vậy? Anh không tin em hả? Em thật sự là không hiểu anh đang nói cái gì luôn á. Cô không hiểu đúng không? Nè, vậy tôi cho cô một cái bằng chứng nữa. Cái xe này á là cô thuê đúng không? Xui cho cô là thuê cái chỗ quen của tôi. Thuê ngày ông anh tôi. Anh muốn nói gì thì anh nói, làm gì có bằng chứng. Cứ đây ra. À, bằng chứng đúng không? Được. Tôi không có bằng chứng, mà tôi có nhân chứng. Ơ, anh Tú, anh nghe em nói nè. Không phải chỉ là hiểu lầm thôi à. Em còn không hiểu tại sao nè, anh cứ dựng chuyện lên như vậy nữa. Cứ thấy mình hạnh phúc là phải ghen tị hay sao á. Hiểu lầm. Ừ. Một người mà tôi dốc hết lòng yêu thương, tại sao cô lừa dối tôi? Hả? Em thật sự là không có lừa dối với anh luôn á. Anh Tú, anh không tin em. Thả ra đi. Tao tưởng mà động lòng chứ. Anh Cường, em không phải là người như vậy đâu. Anh Cường, anh phải tin em không có như vậy thiệt mà. Anh em cứ dựng chuyện lên á. Có phải là người như vậy hay không á? Thì lên trên phường, mình nói chuyện lại với nhau một chút xíu là biết liền cái gì. Cường, Tú, hai đứa mày đi chung với nhỏ này lên làm nhân chứng. Tin, dẫn nó đi. Khoan, đưa vô cái xe đây. Sẽ thuê làm xe của mình. Phải. Nè, anh buông tôi ra. Anh ơi, em biết em sai rồi. Anh ơi, anh cho em cơ hội đi anh ơi. Xem tí nữa tao bị lừa. Tao hết 5 tỷ rồi đó, bây giờ tới mày á. Còn đứng nó nói làm cái gì nữa. Đi theo con tên lên trên phường, làm nhân chứng đi. Đi. Chú may mắn. Alo, anh Khang ơi, em qua trả xe nha. Tiền anh. Ờ. Của anh 30 ngàn. Ờ, anh ơi, tôi bỏ quên cái bóp ở công ty rồi. Bây giờ bên anh có chuyển khoản không? À, anh nhìn cái quán của tôi đi, cơm bình dân. Vậy là với cơm có 30 ngàn, có đắt đỏ gì đâu mà chuyển khoản. Tôi cũng hay qua đây ăn cơm lắm mà chắc tại lâu quá tôi không quay lại bên tôi á. Ý là giờ sao? Qua đây ăn cơm quên đem bóp, tính ăn quỵt. Nhận bà con mà quen biết hả? Một ngày tí biết bao nhiêu khách bây giờ kêu nhớ làm sao mà nhớ nổi.